thần biển, thần sông cái, thần sông con. Thế nào gọi là biển, sông cái, sông con? Đây đều là những nơi có nước. Trong kinh Trường A Hàm có nói đến nguồn gốc của biển, sông, hồ. Đó là bởi thế gian này có sự hiện diện của mặt trời. Từ mặt trời phát ra một nguồn sức nóng, gây nóng bức, khiến cho vạn vật đều tiết mồ hôi. Và chính lượng mồ hôi này tích tụ lại, hình thành ra sông, hồ, ao, biển. Không phải chỉ riêng con người, mà ngay cả đất đai, cây cối cũng có mồ hôi. Tất cả chúng sanh đều có mồ hôi. Mặt trời rọi đến đâu thì tỏa sức nóng đến đó, và sức nóng này gọi là chích, tức là nướng. Thế giới này vì có quá nhiều mồ hôi, nhiều nước, nên có rất nhiều sông, hồ. Nước hiện hữu ở khắp mọi nơi, tận hư không, khắp pháp giới, đầu đầu cũng có nước cả. Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói về việc cầm cái khay bằng hạt châu thủy tinh và hướng lên trên không để hướng hơi nước vào giữa đêm trăng sáng, thì có nước. Điều này chứng tỏ rằng khắp nơi đều có nước. Tuy nhiên, cũng có những nơi chúng ta không thấy có sự hiện diện của nước, là vì những nơi đó chỉ có tánh của nước chứ không có thể của nước. Điều này cũng tương tự như việc mọi người đều có Phật tánh, nhưng chúng ta không thấy được Phật tánh, mà chỉ thấy được hình thể con người thôi. Tánh của nước là ẩm ướt, hầu như mọi nơi đều có khí ẩm. Do vậy, có thể nói rằng mọi nơi đều có nước, đồng thời mọi nơi đều có lửa. Tánh nước và tánh lửa vốn hợp tác với nhau, chứ không xung khắc lẫn nhau. Vậy thì tại sao nước không có ở khắp mọi nơi? Bởi vì giữa trời đất và nước đều có sự liên tiếp với nhau. Vả lại tứ đại thiên vương còn có viên ngọc Tỷ Thủy Châu, là ngọc trị nước. Nếu không nhờ viên ngọc này thì nước sẽ tràn ngập cả thế giới, tất cả đều bị chìm trong biển nước mênh mông. Thế nên không hẳn có sự hiện hữu rõ rệt của nước ở khắp nơi. Cái gì là biển? Biển có nghĩa là hải, có thể giảng theo nghĩa của chữ hối, có nghĩa là đen tối. Đó là vì biển là nơi tối tăm, u ám. Khi ở trong biển, quý vị có mở mắt cũng không nhìn thấy được gì cả. Biển thì mênh mông rộng lớn vô cùng. Quý vị không thể biết được biển sâu bao nhiêu, rộng tới đâu và lớn đến chừng nào. Do đó, biển còn tiêu biểu cho sự rộng lớn bao la và cũng hàm nghĩa u tối, không sáng suốt. Ở biển có rất nhiều thần. Long Vương cũng là một vị thần biển vậy. Trong các thần biển, có một vị tên là Hải Nhược và một vị tên là Dương Hòa. Thần Hải Nhược là vị thần tối cao ở biển và vốn là loài thú chứ không phải loài trùng. Vị thần này có 18 cái đuôi, 8 thân và 8 đầu. Mặt mày thì trông cũng giống như loài người vậy. Ngoài ra, còn có rất nhiều vị thần biển khác nữa. Nếu trong lúc tọa thiền mà thấy cảnh giới có các vị thần hình thù quái dị như thế hiện ra, thì quý vị chớ sợ hãi, bởi đó là các thần biển đến để cúng dường quý vị đấy. Còn sông thì sao? Sông và biển khác nhau ra sao? Sông cái tuy rộng mà không sâu lắm, sông con thì không rộng bằng sông cái. Biển thì rộng lớn hơn hết và là vạn lưu chi chủ, chủ tể của cả muôn vạn dòng nước. Mọi sông hồ đều đổ về biển cả. Bất luận bao nhiêu dòng sông, lưu lượng nhiều ít thế nào, thì biển cũng đều dung nạp hết thảy. Biển sẵn sàng dung chứa muôn vạn dòng nước mà chẳng ngại nhiều. Sông thì không như vậy. Sông luôn luôn lưu chuyển và còn tẻ nhánh tạo thành sông con, trong khi nước biển thì không chảy đi nơi khác. Chữ sông hay giang có thể được giải thích theo nghĩa của chữ công, ngụ ý rằng sông rất công bằng. Sông còn có một nghĩa khác nữa là cống. Bởi thời xưa ở nước Trung Hoa, những sản vật của sông hồ đều phải được tiến cống dâng nạp cho nhà vua. Như vậy, sông có nghĩa là công và cũng có nghĩa là cống. Sông con hay hà còn được định nghĩa là chưởng, tức là lòng bàn tay. Bởi lúc không có gió thì mặt sông êm ả, phẳng lặng như gương hoặc như lòng bàn tay vậy. Các thần biển, thần sông cái, thần sông con đều là những vị thần dưới nước. Thần cây, thụ thần,
thường thì ở những cây to đều có thần linh cư ngụ. Theo tiếng Trung Hoa, chữ thụ này đồng âm với chữ thụ có nghĩa là đứng thẳng hoặc dựng đứng. Thần núi sơn thần, chữ sơn, núi có thể được định nghĩa như chữ sản hoặc chữ san vậy, bởi vì núi non cũng là nơi mọi vật có thể sanh trưởng. Thần đất, địa thần, chữ địa hay đất cũng có thể nói như chữ để là đáy, hàm ý là chỗ thấp nhất. Tuy là ở dưới tất cả, nhưng đất lại có thể sản sanh vạn vật, chuyên chở muôn loài. Thần suối và ao đầm, suối là dòng nước chảy xuyên qua đất, xuyên qua những nơi vốn không có nước, ao đầm cũng là những nơi có nước. Thần cây con và hạt giống, cây con là thứ cây còn non, mới nhú, mới nảy mầm như mạ non, mầm đậu. Thần ngày, thần đêm, thần ngày, trú thần là vị thần cai quản ban ngày, và thần đêm, dạ thần là vị thần cai quản ban đêm. Thời khắc thuộc ngày và đêm được phân định như sau: sau 12 giờ khuya là bắt đầu thuộc về ban ngày, và sau 12 giờ trưa là bắt đầu thuộc về ban đêm. Vào 12 giờ khuya thì tuy là chưa có ánh mặt trời, nhưng khí dương đã bắt đầu phát sanh. Cho nên, con người thường khởi tâm dâm dục vào trước lúc bình minh, khoảng từ 3 đến 5 giờ sáng, bởi đó là lúc dương khí đang thịnh. Tuy nhiên, nếu quý vị không khởi dâm tâm, thì khí lực đó sẽ chuyển hóa thành trí huệ. Ở đây, quý vị cũng đối diện với một ngã ba, tương tự như trường hợp của vô tưởng thiên và quảng quả thiên vậy. Nếu quý vị rẽ về hướng này, thì có được tư tưởng chánh đáng, giúp ích cho sự phát triển trí huệ. Còn rẽ sang hướng kia, lại khiến cho lòng tham dục của mình trở nên nặng nề thêm. Sau 12 giờ trưa thì khí âm sanh xuất, và đến tối con người cũng khởi lòng tham dục. Nếu quý vị không chiều theo dục vọng của mình, không chọn con đường dâm dục, tất có thể đi theo con đường trí huệ. Âm và dương đều có hai lối rẽ, tất cả đều tùy thuộc vào sự lựa chọn của chính quý vị. Thần hư không, không thần là ai? Thần hư không chính là vị Thuấn Nhã Đa được nhắc đến trong bài kệ tụng của Ngài A Nan ở phần đầu Chú Lăng Nghiêm. Thuấn Nhã Đa tánh khả tiêu vong, thước ca la tâm vô động chuyển. Quý vị nghe giảng kinh điển thì không nên chỉ nghe rồi là xong, chẳng nghĩ tới nữa, và cũng đừng cho rằng như thế tức là mình không có lòng tham. Ngay cả pháp mình cũng không tham, quý vị không tham Phật pháp thì cũng phải không tham thế gian pháp. Nếu quý vị không tham cầu Phật pháp nhưng lại đi tham cầu các pháp của thế gian, từ sáng đến tối chỉ biết bận rộn đếm tiền, thì đó cũng là một sự phiền não vậy. Thần trên trời, thần ăn uống. Việc ăn uống của chúng ta đều có thần linh trông coi. Chúng ta mỗi ngày, cho dù uống một hớp nước, ăn một trái cây hay một miếng bánh gì, đều do thần linh quản lý cả. Quý vị tin là có vị thần này, thì thần hiện hữu. Còn quý vị không tin là có thần, thì thần cũng vẫn tồn tại như thường. Chẳng qua là quý vị không nhận biết được mà thôi. Quý vị cho nên cho rằng, cái gì mình không tin thì không có thật. Bởi suy nghĩ như thế là rất ngu xuẩn. Phải biết rằng, bất luận quý vị tin hay không tin, vị thần này vẫn luôn luôn hiện hữu. Trước kia ở Bắc Kinh, Trung Hoa, có một người tên là Đoạn Chánh Nguyên, mà người đương thời quen gọi là Đoạn Sư Tôn. Vì Đoạn Sư Tôn này từng được gặp một người chuyên lo về phân lượng ăn uống hàng ngày của nhân gian. Mỗi ngày, mỗi người ăn uống những thức ăn gì, tiêu thụ bao nhiêu thức ăn, uống hết bao nhiêu nước, đều có sự nhất định cả. Người ấy làm việc như thế nào? Anh ta chỉ ngủ suốt ngày. Cha anh ta làm quan và là một vị liên trưởng hay doanh trưởng gì đó. Dưới quyền có khoảng 400-500 người. Vị liên trưởng này thấy con bấy giờ đã 20-30 tuổi rồi mà không chịu làm việc, cứ nằm ngủ suốt ngày, thì rất bực dọc. Một hôm, không dằn được, ông trách mắng đứa con trai: cha đã 50-60 tuổi rồi mà còn phải làm lụng kiếm tiền nuôi con, còn con thì đã 20-30 tuổi đầu rồi mà lại không chịu đi làm để mưu sinh. Con không chịu làm một công việc nào cả,
thì cuộc đời con còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Anh con trai đáp: Cha ạ, cha làm quan ở nhân gian, còn con thì làm quan ở âm phủ đấy. Hả? Con làm chức quan gì ở âm phủ? Mỗi ngày người nhân gian được ăn uống thức gì, phân lượng bao nhiêu đều do một tay con tính toán phân phối cả. Vị liên trưởng gắt lên: Con nói cái gì? Ăn uống mà còn phải đợi kẻ khác phân phối định đoạt sao? Thật là hoang đường. Vậy thì ngày mai cha được con phân phối cho ăn những gì, con nói cho cha nghe thử. Người con thưa: Chưa được đâu cha ạ, con cần phải ngủ một giấc, khi thức dậy con sẽ nói cho cha rõ, vì hiện giờ con vẫn chưa biết chắc được. Người cha nghe thế thì trong lòng giận lắm, nhưng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cho rằng con mình chỉ nói nhảm, chứ làm gì có chuyện mình ăn thức gì cũng phải đợi nó phân phối sắp đặt. Người con sau khi ngủ dậy nói với cha rằng: Ngày mai cha sẽ không có cơm ăn đâu cha. Người cha cười lớn: Cha làm quan chức quyền lớn như vậy mà lại không có cơm ăn sao? Như thế thì cha sẽ được ăn cái gì? Anh con trai trả lời: Ngày mai cha chỉ có được một quả trứng thối và nửa bát cháo cám thiêu mà thôi, phần ăn của cha vào ngày mai chỉ có thế. Người cha đùng đùng nổi giận quát lớn: Cha đường đường là một vị liên trưởng có tiền của, có quyền thế, thì tại sao phải ăn uống ít ỏi như vậy, mà lại là đồ hư thối nữa chứ, thật là phi lý hết sức. Sáng sớm ngày hôm sau, vị liên trưởng đốc thúc gia nhân giết gà, giết vịt, chuẩn bị một bữa ăn thật linh đình. Nào ngờ, lúc ông sắp sửa ngồi vào bàn ăn thì nhận được lệnh khẩn của cấp trên, bảo ông phải tức tốc xuất binh đi dẹp loạn, không được chậm trễ. Thế là thức ăn thì đã nấu nướng xong xuôi, nhưng ông ta không thể đụng đến được, vì phải gấp rút ra đi dẹp bọn thổ phỉ. Giao tranh hơn nửa ngày trời, vị liên trưởng đánh tan được bọn cướp. Bây giờ ông cảm thấy đói và mệt lả, bởi vì suốt ngày chưa có cái gì vào bụng cả. Trong khi đó, thuộc hạ của ông vì không phải chờ đợi một bữa ăn thịnh soạn, cho nên từ sớm trước khi xuất binh họ đều đã ăn uống đầy đủ cả rồi. Vất vả lắm mới tìm thấy một ngôi nhà có người ở, vị liên trưởng bèn vào hỏi mua thức ăn. Thế nhưng không ngờ đó lại là một gia đình nghèo túng vào bậc nhất trong thiên hạ. Người chủ nhà nói với vị liên trưởng: Chúng tôi chẳng có cái gì có thể ăn được cả, gạo thì hết mà rau thì cũng chẳng còn, cả nhà chỉ còn vỏn vẹn có một quả trứng thối với nửa bát cháo cám đã thiêu, đó là phần để dành cho người sản phụ sắp sanh kia, nhưng nếu ông không chê thì xin cứ tự nhiên, không sao cả. Vị liên trưởng vì ruột gan cồn cào, đói không chịu nổi, liền nhận lấy quả trứng thối và nửa bát cháo cám thiêu ấy. Ăn xong, ông sực nhớ lại lời tiên đoán của đứa con trai ngày hôm qua. Quả thật hôm nay, ông đã ăn những thứ đúng như nó đã phân phối. Từ đó, vì biết rằng con mình thực sự đang làm quan ở âm phủ, nên ông cũng để tùy hắn ta, không còn la rầy trách mắng như trước nữa. Thần có cây và gỗ, cỏ có thần cỏ, thảo thần, gỗ có thần gỗ, mộc thần, và cây có thần cây, thụ thần. Ở Nam Thiệm Bộ Châu, Nam Diêm Phù Đề, có cây thụ vương, vua của cây cối, là cây to nhất. Khi cây cối trở nên to lớn, thì được gọi là quỷ thần thôn, tức là chỗ trú ẩn của quỷ thần. Vì quỷ thần thường chọn những cây đại thụ làm nơi nương náu. Nếu không có các loại đại thụ này thì quỷ thần sẽ rất khốn khổ, bởi chỉ có nương náu ở những cây to tùm thì quỷ thần mới cảm thấy an ổn và vui sướng. Vì thế những cây cổ thụ to lớn được gọi là quỷ thần thôn. Thời Tam Quốc có một cây đại thụ lâu năm được mọi người là thần thụ, cây thần. Tào Tháo bấy giờ chẳng những không tin, lại còn sai người để đốn cây ấy đi. Sau đó Tào Tháo bỗng dưng bị mắc chứng đau đầu dữ dội, suốt ngày đau đớn khổ sở, về sau phải mời thầy thuốc Hoa Đà đến chữa trị cho. Ấy là do ông ta đã đắc tội với quỷ thần, thần cây mà ra vậy. Trong Tứ Phần Luật có nói rằng, tỳ kheo không được phép đốn hoặc chặt những cây cối to lớn, vì ở những cây đại thụ như thế đều có quỷ thần cư ngụ. Điển hình là tại Trung Hoa, ở chùa Nam Hoa thì có cây long não, trương thụ,
xin thọ giới với lão hòa thượng Hư Vân, và ở chỗ của Nam Nhạc Tân Sơn lão nhân có cây quả trám bạch quả cũng được thọ giới. Các thần cây được thọ giới kể ra thì rất nhiều. Đây quả là thứ cảnh giới không thể nghĩ bàn. Vừa rồi tôi có nói rằng nếu quý vị tin là có thần thì thần tồn tại, mà không tin là có thần thì thần cũng vẫn tồn tại. Có nhiều người cho rằng tin thì có, không tin thì không có. Nhưng trong trường hợp này thì tin cũng có, không tin cũng vẫn có như thường. Thí dụ dưới đất có mỏ vàng, thì bất luận quý vị biết hay không biết, tin hay không tin, mỏ vàng vẫn nằm sờ sờ trong lòng đất. Quý vị tin tức là quý vị biết rằng có thần. Còn quý vị không tin có nghĩa là quý vị không biết rằng có những vị thần như thế, chứ không phải là không có thần. Đó chẳng qua là quý vị hoàn toàn không có kiến thức, không có trí huệ để nhận biết mà thôi. Vì vậy chúng ta phải thận trọng, không nên hùa theo những kiến giải sai lầm lệch lạc của người khác. Hiện nay tại thành phố San Francisco xảy ra rất nhiều thiên tai nhân họa. Mới gần đây lại có cơn bão gây thiệt mạng cho hơn 90 người. Đó cũng là do ác nghiệp của chúng sanh đã tới lúc chín muồi nên mới xảy ra những việc như thế. Có người nói rằng vào tháng 5 năm ngoái, căn cứ theo dự đoán của các nhà khoa học thì có nạn động đất xảy ra. Tôi bèn làm dễ bảo đảm, cam đoan rằng chỉ cần tôi còn ở tại thành phố San Francisco thì sẽ không có chuyện động đất xảy ra. Tuy nhiên, nếu tôi đi sang nơi khác thì tôi chẳng thể làm gì hơn được. Tôi không muốn có nạn động đất xảy ra để rồi phải bị rơi xuống biển, và tôi cũng không muốn những người bên cạnh tôi bị rơi xuống biển nữa. Vì sao? Vì tôi không muốn gặp mặt Long Vương, cũng chẳng thích kết bạn với thần biển có 8 đầu, 8 chân và 18 cái đuôi. 8 cái đầu này là gồm 4 đầu nam và 4 đầu nữ, từ một thân thể mà mọc ra 8 cái đầu của 4 cặp vợ chồng, trông rất là quái dị. Đã vậy, thần biển còn làm những việc rất kỳ quặc và rất đặc biệt, cho nên tôi không muốn kết giao với vị thần này, và tôi lại càng không muốn để cho những người cùng sống với tôi đi gặp vị thần này. Đây không phải là tôi ích kỷ, bởi có gặp vị thần này thì cũng chẳng làm nên được việc gì tốt đẹp cả. Năm nay, năm 1969, có người báo cho tôi biết là vào khoảng tháng 3 hoặc tháng 4 lại có trận động đất nữa. Thế thì lần này, tôi có nên lại mở công ty bảo hiểm để mọi người có thể mua bảo hiểm nữa hay không? Vẫn y như vậy. Nói tóm lại, quý vị đừng quên những lời tôi nói hồi năm ngoái. Hễ tôi còn ở thành phố San Francisco ngày nào, thì đảm bảo ngày đó sẽ không có nạn động đất lớn xảy ra. Nhưng những động đất nho nhỏ thì tôi không bảo đảm. Vì trong thời mạt pháp này, thiên tai nhân họa sẽ còn xảy ra rất nhiều, cho nên tôi hy vọng mọi người đều siêng năng trì niệm danh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát và Địa Tạng Vương Bồ Tát. Được như thế thì thành phố San Francisco đây sẽ vững chãi như núi Thái Sơn và sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra cả.